Chào mừng quý vị và các bạn đang quay trở lại với chuyên mục tin tức mới mỗi ngày. Hy vọng quý vị và các bạn sẽ có những thông tin thật bổ ích và đừng quên ấn nút like, share và đăng ký để ủng hộ cho kênh của chúng tôi nhé. Và sau đây, xin mời chúng ta cùng đến với những phần tin chi tiết. Danh ca Lê Uyên tên thật là Lâm Phúc Anh, sinh ra trong một gia đình thương gia khá giả tại Hà Nội. Sau đó di cư vào Nam, cô và cố nhạc sĩ Lê Uyên Phương, Lê Minh Lập từng là cặp tình nhân nổi tiếng nhất nhì trong làng nhạc Việt Nam với biết bao giai thoại và các khúc bất hủ. Đến giờ vẫn được hàng trăm thế hệ ca sĩ đàn em hát lại. Thời gian gần đây, ca sĩ Quang Thành tranh thủ đi viếng mộ chồng danh ca Lê Uyên, mộ danh ca Lệ Thu, Duy Khánh, nhạc sĩ Lam Phương. Sau đó, anh cũng dành thời gian qua chơi với danh ca Lê Uyên, nàng thơ trong cặp Lê Uyên Phương đi vào lịch sử âm nhạc. Chia sẻ, ca sĩ Quang Thành cho biết đã 2 năm mới gặp lại danh ca Lê Uyên. Lần cuối anh gặp bà là khi đi tour diễn cùng Khánh Ly, Lệ Thu. Ngày tái ngộ, trong khi Lệ Thu không còn Tuấn Ngọc, Khánh Ly lúc khỏe lúc yếu thì chị Lệ Uyên trẻ và khỏe hơn xưa. Phương, nhạc sĩ Lê Minh Lập, một nửa trong Lê Uyên Phương qua đời do ung thư phổi vào năm 1999. Lê Uyên sống cô độc nhiều năm cho đến khi tìm thấy bờ vai để bà nương tựa. Ca sĩ Quang Thành chia sẻ, Lê Uyên hiện vẫn sống tốt với người bạn cuối đời. Ông tên Mẫn là phi công lái trực thăng, có khả năng tài chính tốt. Ông Mẫn vốn là một người hâm mộ Lê Uyên Phương nên chủ động tìm đến bà xin được lo lắng chăm sóc cho bà. Kiên trì được một năm, bà đồng ý. Việc Lê Uyên có người bạn đồng hành cuối đời không ảnh hưởng gì đến đời sống âm nhạc Lê Uyên Phương. Trong âm nhạc, Lê Uyên Phương mãi mãi là cặp nhạc sĩ nàng thơ không ai thay thế được. Ông Mẫn chăm sóc bàn thờ nhạc sĩ Phương, lo chu toàn mọi thứ để Lê Uyên yên tâm đi hát. Chồng mất hơn 20 năm, nhưng khi Quang Thành nhắc đến nhạc sĩ Lê Phương, Lê Uyên bật khóc. Nam ca sĩ thắp nhang chúc mừng Phương đã đạt chi nguyện rằng âm nhạc của ông trải dài từ Đà Lạt xuống Sài Gòn và không hề mai một trong lòng khán giả. Quan trọng hơn, khán giả chỉ thừa nhận Lê Uyên Phương qua việc Lê Uyên không thể hát nhạc ai khác ngoài nhạc của chồng. Ngay cả khi Phương ra đi thì âm nhạc vẫn cứ phải là Lê Uyên Phương, hai người không thể tách khỏi nhau, Quang Thành nói. Trong buổi gặp, Quang Thành và Lê Uyên bàn bạc về một số kế hoạch sắp tới. Anh muốn rủ Lê Bà và Khánh Ly thực hiện một tour diễn ở tuổi thất thập cũ La Hi. Bên cạnh đó, Lê Uyên muốn Quang Thành làm hot cho series tư liệu gồm video, phim, phỏng vấn xoay quanh cuộc đời và sự nghiệp của Lê Uyên Phương. Cuộc đời và sự nghiệp của Lê Uyên Phương được báo chí khai thác không ít, nhưng họ vẫn còn rất nhiều câu chuyện. Tôi luôn bị hấp dẫn bởi câu chuyện tình của Lê Uyên Phương. Cô kể mãi không hết. Câu chuyện ấy cứ ly kỳ như Romeo và Juliet của Việt Nam, Bầu Sô nói. Ở tuổi 70, Lê Uyên rất hiếm xuất hiện, nhưng cứ có mặt thì chương trình không sợ thiếu khán giả. Cô ấy chỉ hát trong chương trình âm nhạc, không tham gia đại nhạc hội. Ai có thể thỏa hiệp bằng tiền, chứ Lê Uyên thì không. Cô ấy chọn lọc, không hát nhiều, lấy chất lượng làm đầu, Quang Thành kể. Gần đây, một trung tâm nổi tiếng mời Lê Uyên vào một series nhạc đang hot, nhưng cô từ chối vì chỉ hát ở nơi nào thực sự muốn nghe tôi hát. Bà không muốn dùng giọng hát kinh doanh. Đây là phong cách của cặp đôi Lê Uyên Phương từ xưa. Họ đi diễn có chọn lọc, đối tượng khán giả hạn chế chứ không phổ thông như các cặp nhạc sĩ nàng thơ khác. Sở dĩ Phương trong Lê Uyên Phương luôn lo sợ âm nhạc của mình bị mai một vì Lê Uyên Phương nổi tiếng sau cặp Trịnh Công Sơn, Khánh Ly. Khi họ qua Mỹ, Lệ Thu đã thành danh, các thế hệ tiếp nối như Tuấn Vũ, Kim Anh, Ngọc Lan cũng liên tục tạo ra sức hút cho mình. May mắn, gia sản âm nhạc Lê Uyên Phương để lại đã được tiếp nối bởi bao thế hệ ca sĩ sau này, từ Mỹ Hạnh, Thái Thùy Linh đến gần nhất là cặp du ca Nguyễn Đông, Hoàng Trang. Có thể nói, sự tự do vô biên và xúc cảm mãnh liệt đặc trưng của tình nhân trong âm nhạc Lê Uyên Phương vốn dành cho mọi cặp du ca. Mối tình đẹp của anh chị thường được khán giả gọi là mối tình định mệnh. Vậy từ khi anh mất, cuộc sống của chị thế nào? Trong 7 năm đầu sau khi anh mất, cuộc sống của tôi là màu đen tối. Tôi cảm thấy mình như một đứa trẻ phải học lại mọi thứ từ đầu. Anh còn sống, mọi thứ đều do anh lo, tôi chỉ lo hát sao tốt nhất. Khi anh ra đi, ngày nào tôi cũng buồn, thương nhớ, chán nản và khóc. Tôi thấy cuộc đời mình không còn điều gì vui và thật sự không biết tiếp tục cuộc sống thế nào. Tôi còn ước ông trời để chúng tôi chết chung. Trong lúc tuyệt vọng, chị nghĩ gì? Tôi nghĩ đến chuyện cái chết sau khi làm xong lễ 49 ngày cho chồng.
Tôi chuẩn bị sẵn một liều thuốc ngủ cực mạnh, anh mất đi cuộc sống của tôi đâu còn ý nghĩa, thà chết xuống đó gặp anh sẽ vui hơn. Thế nhưng, đúng ngày tôi định uống thuốc thì nhận được điện thoại của một cô nhà báo. Giọng điệu và lý lẽ của cô ấy cho tôi cảm giác như chính giọng điệu của anh Phương nhắn nhủ với mình. Cô ấy nói với tôi, tại sao ngày nào chị cũng khóc, nếu giả dụ người chết không phải là anh mà là chị thì anh sẽ không làm lễ 49 ngày hay dỗ mỗi năm cho chị. Thứ hai, anh sẽ không viết nhạc vì không còn cảm hứng để viết. Thứ ba là anh không thể hát, nếu hát thì cũng không thể hấp dẫn để lôi kéo khán giả. Thứ tư là anh sống mà không sáng tác, không hát thì coi như chết. Ngược lại, chị còn sống thì chị sẽ làm 49 ngày dỗ mỗi năm và chị là người hát. Chính chị sẽ đem nhạc của anh đi khắp tất cả mọi nơi. Nếu như vậy, anh chết nhưng thực sự vẫn sống trong lòng mọi người. Tôi ngộ ra, vậy tôi còn cả chặng đường phía trước để thực hiện di nguyện của anh. Tôi đứng dậy, vứt ngay lọ thuốc ngủ vào thùng rác. Từ chuyện cô nhà báo và nhiều chuyện nhỏ khác trong đời sống, tôi tin Phượng anh Phương vẫn ở bên mình. Mỗi khi làm chuyện gì, tôi đều hỏi ý kiến anh và luôn có câu trả lời. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Nếu thích, hãy like và share. Và đừng quên bấm nút đăng ký tại đây để xem thêm nhiều video hấp dẫn hơn của chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại.